Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với dòng game Company of Hero. Thì hôm nay trước khi chơi trận này thì mình muốn giới thiệu các bạn sơ qua về một nhân vật, đó chính là Walter Mondale. Thì ông là một trong 40 tướng chủ chốt trong quân đội của Đức Quốc xã. Về cơ bản thì nói ở đây chúng ta gọi là tướng, thật ra ông này là lên tới cấp thống chế luôn rồi các bạn. Thì nói chung là khác với ba vị tướng còn lại thì ông này là một vị tướng chuyên phòng thủ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đóng vai coi giống như là một thuộc cấp của Walter Mondale trong cái việc đó là cản bước tiến của quân đồng minh ở mặt trận phía Tây. Lưu ý các bạn là Walter Mondale là chiến đấu ở cả hai mặt trận phía Đông và phía Tây nha các bạn. Thì nhìn chung là tuy Walter Mondale trong giai đoạn đầu cuộc chiến thì ông ấy không có nhiều cái sự nổi bật lắm. Ngoài ra thì ông ấy trong 3 năm đầu ông đó cũng thể hiện mình là một cái vị tướng mà đánh theo cái thế công. Nhưng mà kể từ khi mà quân Đức bắt đầu thua trận ở Moscow hay là thua trận ở Stalingrad thì Walter Mondale dần dần thể hiện cho mình là một vị tướng giỏi phòng thủ, và nhiều lần ông ấy giúp cho quân Đức rút lui thành công với cái thiệt hại ít nhất. Thậm chí là ông ấy đã từng khiến cho tướng Khrushchev của Liên Xô đó là phải dè chừng không dám tấn công, qua đó là giúp quân Đức rút lui. Ngoài ra một trong những cái phương thức rút lui hay là những cái phương thức phòng thủ của Walter Mondale nó khá là hiệu quả trong thế chiến thứ hai. Khi mà thay vì rút lui theo đội hình hàng ngang thì ông ta cho rút lui theo đội hình hàng dọc, qua đó là nó giảm đi một số cái khuyết điểm trên cái tuyến đường mà rút lui, từ đó là nó hạn chế việc là đối phương mà nó đánh thọc súng một cái lỗ trên cái hàng phòng thủ đó và nó đánh tạt ra hai bên. Thì đó, nói chung là cái mặt quân sự thì nó hơi phức tạp ở cái bản này xíu, tại nếu muốn nói thì phải có bản đồ mà ở đây thì mình không có điều kiện để mình trình bày chi tiết tới mức đó. Nhưng mà nhìn chung các bạn có thể hiểu đơn giản một điều đó là đây là một vị tướng mà chuyên về mảng phòng thủ, cũng giống như là ông ta là một người rất giỏi cứu cánh cho những cái trận đấu mà quân ta bị thua. Rồi thì sau khi mà được đưa sang mặt trận phía Tây á, thì nhìn chung Walter Mondale cũng đã chiến đấu rất là dũng cảm và nhiều lần giúp quân Đức rút lui thành công, nhưng mà nhìn chung ông ta bắt đầu chịu nhiều thiệt hại hơn trên chiến trường. Và nhìn chung đây cũng chính là viên tướng đã đánh bại được quân đồng minh trong cái chiến dịch Market Garden. Thật ra thì Walter Mondale đã có thể chiến đấu tốt hơn nếu như ở mặt trận Paris, nếu như mà Hitler chấp nhận cho ông ta 200.000 quân và vài sư đoàn thiết giáp. Nhưng mà lúc đó thì đế chế thứ ba, hay đúng hơn là chúng ta hay gọi là phát xít Đức á, tàn rồi các bạn, không thở nổi nữa. Cho nên đó là hầu như Hitler cũng không thể nào có đủ lực lượng để mà giao cho Walter Mondale. Hay là trước đó, thì cái lời đề nghị của Walter Mondale á, nó đã bị xem nhẹ. Bởi vì trước khi cái trận chiến ở vùng Kursk năm 1943 xảy ra giữa quân Đức với quân Liên Xô á, thì Walter Mondale cũng đề nghị một điều đó, chính là phải đảm bảo được cái tuyến đường tiếp vận cũng như là đảm bảo là hàng hóa tiếp tế cho quân Đức là phải đầy đủ thì mới có thể chiến đấu được. Nhưng mà nhìn chung thì do đa phần các tướng lĩnh khi đó của Đức cũng như ngay cả Hitler là đều muốn đánh theo thế công và đánh nhanh chóng, cho nên giờ đó là cái việc mà tiếp tế hậu cần nó không được xem trọng cho lắm, và điều này vô tình đã dẫn đến thất bại của quân Đức ở mặt trận phía Đông và khiến cho cái cơn thủy triều đỏ, nói chung là cái làn sóng đỏ của quân Liên Xô tiếp tục hướng về phía nước Đức. Và nói chung là chỉ sau khi những cái thất bại trên chiến trường được thể hiện rõ ràng thì Walter Mondale càng lúc mới càng được chú ý tới, cũng giống như là được Hitler trọng dụng. Nhưng mà tiếc là người ta nói là khi mà không có quân đội trong tay thì người ta nói là quân mà không có tướng thì cũng không được, mà tướng không có quân thì cũng không xong. Nói chung là đến giai đoạn cuối của cuộc chiến, tuy rằng Walter Mondale cũng đã trình diễn được cho thế giới thấy được tài năng của mình, nhưng mà tiếc thay là đó, ông ta cũng hết phép rồi, tại đơn giản là quân đội của ông ấy trở nên bắt đầu rệu rã rồi, chưa kể là phải căng mình phòng thủ cho một chiến tuyến dài. Lưu ý các bạn là Walter Mondale phòng thủ không phải là cái kiểu mà đào hào đắp lũy thì kiểu thông thường nha các bạn, mà đó là một kiểu phòng thủ rất là linh hoạt, khi mà ông ta vẫn là chỉ huy của một lực lượng thiết giáp và ông ta bày cái lực lượng thiết giáp của mình nó ra khắp nơi và đồng thời di chuyển linh hoạt, qua đó hầu như đối phương nó đánh vào chỗ nào thì cũng có thể bị đánh bật trở lại. Nó chứ không phải là cái kiểu mà đào hào đặt pháo rồi đủ thứ nha, hay là ví dụ như đào cho cái xe tăng nó thấp xuống giống như là kiểu của quân Anh á, thì không phải cái kiểu đó. Kiểu thủ của Walter Mondale khá là hay. Nói chung là các bạn có điều kiện tìm hiểu về vị tướng này cũng khá là tuyệt vời. Thì nói chung là Walter Mondale chết do là tự sát nha các bạn. Thì nói chung là ông ấy cho phép lính của mình đó là đầu hàng, bỏ chạy về đều được, nhưng mà riêng ông ta thì tự sát để giữ danh dự của một cái người lính. Rồi thì ok, sơ nãy giờ thì cũng tốn của chúng ta hết 4 phút rưỡi rồi. Bây giờ chúng ta lâm trận nào. Thì một cái điều nữa mà khi mà các bạn chơi quân Đức trong Company of Hero á, thì các bạn lưu ý giùm mình á, là nó khác với quân đồng minh nha các bạn. Quân đồng minh khi mới vô á, các bạn có thể chọn giữa nhà lính hỗ trợ với nhà lính xuống trường đều được. Nhưng mà với quân Đức thì mới vô nó chỉ có đúng một cái nhà này thôi. Và nhà này là nhà hỗ trợ để mà tăng cấp cho lính thì mới vô, chúng ta không chả có xăng dầu đâu để mà làm cái chuyện đó. Rồi ok, giờ chúng ta đi kiếm điểm. Ở
ấy, ta sẽ quay lại sân nhà ngay. Và cái này rất quan trọng các bạn. Bình thường mình sẽ xuất phát ở vị trí số 3 nhưng mà bữa nay mình sẽ xuất phát ở vị trí số 4 à. Và tất nhiên cái như các bạn thấy đó, cái này nó là một cái deck mà chuyên về phòng thủ của quân Đức. Nó khác với là những lần trước là một cái deck mà nó chuyên về mảng thủ. Đấy là mà mảng công, lần trước là mình chơi chiến thuật bích kích luôn á các bạn. Tức là chiến thuật tấn công mà nhanh chóng của quân đội Đức luôn á. Như là tấn công chớp nhoáng luôn. Với lực lượng tăng thiết giáp coi như là hùng mạnh. Đây, mua súng máy và lính bắn tỉa. Hai đội này thôi, để lên đây mình chiếm được cái nhà này rồi thì mình sẽ chiếm cái nhà này thành trại lính để mình tuyển quân ở đây cho nó nhanh, chứ đẩy quân từ nhà lên lâu lắm. Vấn đề là đồng đội mình nó có phối hợp ăn ý được với mình hay không nó mới là vấn đề. Tại đồng đội nhiều khi nó ngáo, mình bực mình chính chỗ đó đó, mình thua cũng tại vậy không. Tại nói chung là không phải là nó dở mà hay là mình dở, mà do là mình với nó phối hợp không có ăn ý. Tại mình chơi với máy thì mình phải theo nó rồi, chứ nó không phải gì chúng ta chơi với người chơi khác mà chúng ta có thể bắt phân chia công việc là tôi đánh thế này, ông đánh thế kia. Đó thì nói chung là chơi với máy nó cũng có cái hay khi mà chúng ta chơi với máy, chứ không phải không, mình thì không, cũng không hoàn toàn chê cái việc chơi với máy các bạn. Tại thật ra mình cũng muốn chơi với người cũng có được đâu. Rồi ok. Trong trường hợp này quân Đức sẽ dễ đuối hơn nha các bạn, tại do Đức có 2 người, đồng minh có tới 3 người. Nói chung là quân đồng minh thì luôn được cái đó là đông hơn. Nhưng mà đó cũng không hoàn toàn là một lợi thế các bạn nhé. Rồi ok. Không phải mình làm gì để mình xây cái bông ke cho nó lẹ thôi. Rồi đây, nâng cấp lên. Bây giờ mình cũng phải đề phòng lính bắn tỉa của đồng minh nó tràn sang. Phải chiếm được cái điểm ở dưới này nè, đó không? Cái điểm, rồi sau đó là mình đặt một cái bông ke ở đây rồi mình đè gài súng máy lên. Đây. Ở đây phải xong rồi mình mới tính tiếp được. Hai lính thì nó sẽ xây lẹ hơn. Chúng ta để dành xăng dầu tí nha các bạn. Rồi đây, ở đây chúng ta sẽ mua đội lính súng máy tiếp theo. Giờ mình sẽ nhả thằng này ra. Ở dưới thì đồng đội mình nó đang sang thì tụi nó khó đi qua đường đó lắm. Mình sẽ ưu tiên mình đi qua chỗ này. Rồi ok, hay quá. Rồi chỗ này sẽ tạm an toàn, mình không cần phải lo nữa. Bây giờ anh em mình cùng đi xây nhà. Đây bắn tỉa lên luôn, vậy là không sợ là bắn tỉa của nó nữa. Giờ chỉ sợ nó đem xe đem đồ qua thôi. Ok. Trời ơi, để nó thọc qua đây là dở rồi. Xăng dầu của tôi. Cũng sao, cũng may cái điểm xăng dầu đó là xăng dầu bèo. Thiệt đồng đội mình nó ngáo quá, nó cứ đi lấn nhiều đường làm cái gì không biết nữa. Cái điểm cần thủ nó lại không thủ. Rồi thôi ok, chạy về đây xây thêm cái này nữa cho xong. Trời đất, quỷ thần thiên địa ơi, nó về chết để nó đánh nó thọc sâu kiểu này mình mất cái mảng bên này luôn, mảng bên này không còn giá trị gì hết. Muốn phá cái cầu này thì lại chưa được, nãy mua nhầm lính ở đây rồi, thiệt khổ. Lại phải tốn thêm một hàng lính ở đây cho nó thủ nữa. Rồi thôi thủ ở đây giùm cái mấy ông ơi. Cũng may là nãy mình mua nhầm, thành ra giờ đi hành quân nó cũng đỡ. Rồi lui. Phá cái cầu bên kia trước ngay, ở bên này nó muốn qua là hơi khó. Đồng minh lần này như nó chơi thiết giáp hay sao, nó khá là nhanh. Thằng này bắn tỉa mình nó không dám cho điên mình nha các bạn, điên mình nó dễ vong lắm.
kiểu này đi về là chết. Rồi chung vô đây giùm. Rồi đây. Không cho nó qua, đúng rồi. Anh em đâu phát cầu nhanh. Rồi, vậy tiếp theo là phải xây ngay cái này. Cái này cho vô góc. Trời đất, nó chạy đường này kìa, trời ơi, quay lại. Cái đường bên mình không đi, đi đường bên với đối phương. Đủ mấy cái xe tăng này nó quay khó nữa. Đúng rồi, chỉ cần phá được cầu là mình ăn. Chui vô nhà là quyết định đúng đắn các bạn. Vấn đề là các bạn bấm phím an để mà quay qua coi coi chúng ta đặt súng nữa. Mấy cái nhà này nhiều lúc nó không có cửa sổ nha các bạn. À, sai vị trí rồi. Thiệt. Rồi tới cái này. Ở đây cũng để mua con pháo thôi. Phải phá cầu bên này trước vậy. Đồng đội nó ngu mình phải chịu. À đúng rồi, đúng rồi, đó phản công đi, tệ, đẹp đẹp đẹp. Hay. Tỉa nó cho anh. Rồi khoan. Xây cái này lên cái. Phe này nó được cái là mấy cái nhà này chính của nó sẽ có thêm cái ụ cho lính thủ nữa. Phá cái cầu bên này trước mới được, nguy hiểm quá. Nó chơi toàn xe jeep không. Mấy con xe jeep này một con nó bắn không đau chứ nguyên đám nó buông lại nó bắn là thấy mấy chục ông trời luôn. Đây. Đây, lui về đây. Nó bắn hướng này được không trời. À còn có cửa mà nhỏ quá biết đặt súng máy bắn được không. Trời ơi, nó bắn lính mình mấy góc luôn. Biết về nãy phá cái cầu rồi trước đỡ hao đạn. Lính mình chưa nâng cấp nữa nên nó còn hơi bèo. Cái nhà này cái góc bắn không đẹp các bạn. Phá cầu. Một cái cầu bị phá. Rồi anh em bắn đi. Phải phá cái cầu đường mình mới yên. Rồi đây. Mình không chặn được nhà mình nhưng mà mình chặn được lúc này. Rồi ok. Đánh móc lên đường này không được đâu. Khúc này có xe tăng mới dễ chơi mà giờ mình chưa có tiền để mua xe tăng. Và đã để mua nâng cấp lính lên trước rồi đó. Đồng đội mà nó đang thể hiện một cái trạng thái rất là lúng túng luôn. Mua được cái gì? À nó cũng mua pháo giống mình, đừng nói nó cũng chơi bộ binh giống mình nha. Rồi ok. Đây, thiết lập thêm một cái hàng rào chống tăng ở đây. Tuyệt vời. Rồi xong. Mình hơi bị thiếu đạn xíu tại bị nó chiếm mất một điểm.
nó cứ đổ quân qua bằng đường này hoài. Cũng may là cái đường này tương đối xa, nhưng mà tại nó dùng xe jeep các bạn. Đó mình chặn quân nó, bộ binh, nhưng mà chặn được có mỗi bộ binh thôi. Nó lại quay cái pháo đi đâu vậy trời. Mấy kỹ sư mình chưa nâng cấp. Rồi xong, phá banh cái cầu này ngay. Muốn chạy đường nào cũng được, miễn phá được cầu là ok. Đồng đội mình nó còn lo bên kia nó móc nữa chứ. Rồi ok. Tiếp tục tới cái này. Rồi xong, đẹp. Phá được cái nhà của nó là mình thành công rồi. Nó không qua được nữa. Chiếm lại điểm này nhanh. Con này để đây vui thôi. Xăng dầu mình có hơi thiếu một chút. Rồi thôi khoan. Xuống đây chiếm này đã. Mà chơi này mặc dù là phòng thủ chúng ta tốn xăng dầu cũng hơi nhiều nha. Rồi ok đẹp. Đó bắn chuẩn vậy mới được. Ok phòng tuyến của quân ta đang trở lại rồi. Rồi nó móc mình bên này à. Lên xử mấy thằng này ngay. Rồi ok. Chạy lên đây. Núp vô đây. Bị phát hiện rồi còn mất thời gian làm cái gì. Bắn nó. Rồi chạy. Để cho xe jeep nó thọc chỗ này mình đau quá. Cũng may thằng này của mình 3 sao. Rồi ok hay. Chúc nhà được thành công. Ok, chung đây. Nó chạy tới đây cũng bị thằng này bắn à. Đó cái hay của thằng này chính vô đó. Xăng dầu của tôi cái gì đây. À như pháo binh. Nên là vậy, à, vậy là một pháo binh một không quân à. Mấy thằng lính dù này nó có khả năng chạy xung phong. Rồi lấy bắn tỉa vô đây, thằng này phải mua hồi quân lại đó. Rồi ok. Lên đây chiếm lại điểm này rồi, tiện thể, à quên. Mua cái này luôn, ta lấy thêm đạn ta xài nè. Đúng rồi đó, tốt lắm. Tôi biết thằng đó là quân y nên ta mặc lính mặc định nó không bắn nha. Nhưng mà nếu mình chỉ đạo thì nó vẫn bắn như thường. Rồi ok. Lính mình tiến lên thêm một chút. Rồi ok. Bên này cho đội này nó lên đây luôn.
Rồi xong rồi. Đây, nâng cấp cho mấy ông kỹ sư cái đó. Ở đây thì mình sẽ mua một cái đội này. Đơn giản tại nó bắn được liên tục, chứ cái xe kia thì thật ra cũng được, nhưng mà cái xe đó thì nó cooldown hơi lâu. Cái này từ từ chưa cần phải xài. Đó, đẩy thì nó bắn áp chế giùm mình á. Cối là để xử mấy pháo của nó thôi. Mặc dù nó bắn trượt hơi nhiều mà cũng không sao. Rồi, trời ơi, đồng đội mình nó chơi kỹ sư giống mình, nó chơi phòng thủ giống mình luôn. Ôi trời ơi, không để ý rồi. Xung phong chưa được đâu các bạn ơi, ẩu rồi, ẩu rồi. Rồi, không sao, chuyện nhỏ. Khoan đã, ông này tạm lui về đây. Hồi lính đã. Lát nữa mấy thằng súng máy này mình cho nó đi, mình sẽ đổi ở đây thành cái bông ke. Mua cái này luôn đã. Với là anh mua cái xe kia phải nâng cái này nữa. Rồi ok. Rồi ok. Chủ yếu là để không cho nó chiếm lại cái điểm này thôi, còn lại là ổn là cả rồi. Nhưng mà nếu vậy thì cái này là phải đặt ở đây. Đây, dứt cái con này không đó. Tụi lính dù nó bố trí pháo khá là linh hoạt. Rồi ok. Ê, ẩu rồi, đặt pháo vậy là cao quá không được. Này thì pháo mình 50 rồi bắn cũng không thua gì pháo Mỹ đâu các bạn, chỉ có điều là không có búp đam thôi. Mình thì phải ẩn thân bắn mới ngon. Được rồi, pháo của nó mà nó lên chưa tới tầm thôi. Nè, cho dứt vô đây. Rồi, thế là có súng máy rồi. Rồi ok. Vậy là bữa nay coi như là chúng ta đều là thuộc cấp của Water Model các bạn nhé. Nãy đồng đội mình nó chưa lên, mình lên hơi sớm. Đây, mà sát thương chưa được mấy. Rồi ok, chúng ta ráng lên, ta chiếm cái điểm này nè. Hay. Đấy. Đây, dứt thẳng vô nhà này. Không cho nó lấy nó làm điểm đóng quân. Cái này thì ẩn thân đi, chủ yếu là bắn xe thiết giáp của nó thôi. Rồi ok, ngon. Rồi đây, chặn xe thiết giáp của nó ở hướng này luôn. Rồi chiếm điểm này trước đã, rồi điều bộ binh lên sau. Hai thằng này thì lấy súng lửa đi. Đây. Rồi anh em xong lên rồi đấy. Đã bắt đầu nâng cấp lên xe tăng nè. Nhà này sập rồi, mình cho có giả sập luôn. Ha ha. Ngon. Pháo giờ dụ đi bắn xe thôi. Rồi ok. Mua một đội này nè. Với một đội này nữa. Dùng kết hợp nhiều loại lính, tại mỗi đứa nó có chức năng riêng. Đúng rồi, tốt. Ở đây dưới là cho cối mà nó bắn thôi.
nó lại hay dùng không quân nó đánh áp chế mình, cũng khá nguy hiểm. Xe tăng này của nó mà đụng phải con pháo của mình là tắt đài liền. Đây, thanh niên này giá thêm hai con Bajo Chen là đủ rồi. Đây, kia giá cái MP40 theo mới chơi được. Rồi, xong bông ke của mình thì muốn diệt khó lắm. Thêm cối này hỗ trợ nữa thì nó đừng hòng. Đội mình hầu như nó chưa nâng cấp được gì. Cái gì đấy nó ra lên man down là phải coi nha. À ở đây cơ. Rồi ok. Cánh me lúc nó còn xuống đây nè. Để phòng xe của nó luôn. Mặc dù nó chơi bộ binh với lại không quân thì nó sẽ không có nhiều thiết giáp lắm, nhưng mà về cơ bản là cũng không phải là không có. Thành ra là phải hết sức cẩn thận. Rồi ok. À, nó quất banh luôn cái đội cối của mình rồi. Tuyệt vời. Anh em vượt xong nào. Mình còn một cái cầu nữa thì vượt xong sẽ dễ hơn, nhưng mà mình sẽ không làm như vậy. Rồi ok. Đấy. Rồi rất tốt. Mình cũng không cần đồ nữa. Rồi đây. Mình vẫn để đường cho xe bên mình qua nha, nhưng mà mình sẽ chắn ở đây chút xíu để mình làm cái đê cát phía sau luôn. Rồi đây, cái nhà lính bên này ở đâu cũng được. Đây, chơi nó. Lực lượng này là nó có pháo hỗ trợ nha các bạn. Đây cho nó ăn một cái lựu đạn. Bầm, hay lắm. Lùi lại đây nhanh. Phải nâng cái này lên mình mới có cứu thương các bạn. Giờ chỉ có hồi lính thôi. Rồi ông này vô đây. Rồi hồi lính lại. Rồi ok. Mình sẽ dàn thêm một cái đê cát ở đây. Mấy bữa trước là mình không có xây mấy cái này, tại vì mình không có đạt nặng cái vấn đề phòng thủ. Nhưng mà bây giờ khác rồi. Hồi nãy giờ nó bắn trúng cái khẩu phó cối của mình nhiều quá. Thành ra giờ mới cho nó nắp sau cái đê cát cho an toàn. Qua phần sau á chúng ta mới có thêm cái gì ta, mấy cái hào của quân Anh. Rồi dứt nó. Nãy qua. Rồi đây cho con này nó qua đây nó làm này cũng được. Rồi đây hai cái nhà lính ở đây luôn là khá ngon. Rồi thích thì cũng chơi. Dính. Dính. Đùa với anh. Mình dẫn cái đa cho hai đội này đi chung nhà là có lý do. Thằng này có thể có cầm cái MC42 Live Machine Gun theo cũng được, nhưng mà mình không thèm. Dính. Dính mà không hiệu quả. Ê, anh em đứng lại bị đừng bị nó rồi, đừng bị nó dụ. Đây dứt nó. Hồi rồi đúng không? Cho nó một phát này đi. Rồi xong. Rồi lui. Nó quất ác chiến quá.
Rồi. Sao có cối rồi. Bắn trái nó cũng được rồi, không cần phải bắn mà tới nỗi mà nát bấy ra luôn. Rồi đây. À được rồi, được rồi, chú giờ chú với mặt anh. Rồi ok. Xong. Lính mình ở trong trạng thái an toàn rồi. Company Hero nó có cái nút này nè để hiện cho chúng ta đang ở trong trạng thái an toàn hay không. Rồi tiếp tục. Ở đây ta phá cái nguồn nhiên liệu của nó. Bông ke của mình nó không có việc dễ gì bằng thằng lính đâu. Thằng lính dễ việc chứ bông ke khó phá lắm. Nó muốn phá bông ke của mình nó phải có đồ cơ. Rồi ok. Rồi đây. Kéo cái này của nó xuống rồi đó. Rồi mình chơi tiếp. Đây cho nó ăn một cái lựu. Rồi mình lui. Chết thôi. Sao tại nhà mình nó nằm gần đây rồi. Rồi đây nhà ở đây phải không. Cho nguyên pháo vô đây luôn. Thích thì treo. Bắn lại nó đâu, bắn lại nó đâu. Lui 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 về đây ngay. Rồi ở đây mình nâng cấp thành nhà lính. Ở đây mình mua đội lính khác. À nó bắn lẹ quá. Đúng là mấy cái bát này không coi thường nó được. Đây vậy ta mua hai đội lính này luôn. Bên này coi như ổn rồi. Rồi sao ấy trời ơi. Đội cối của tôi. Được lắm. À thế chú biết tay anh. Đây khẩu pháo nó đặt ở đây là ngon cơm. Ở đây mua một đội kỹ sư lên cho nó lấy đồ rồi. Nhà này te tua rồi, sập một cái luôn. Này thì xông lên với anh. Rồi, trang bị tương tự. Mỗi đội một coi khẩu MC42 la machine gun. Rồi, lên đây cướp khẩu cối này ngay. Nãy là hỏa lực hơi yếu, tại Tiểu Liên nó không đủ sức để mà nó chịu. Rồi, có khẩu này ở đây rồi, nó bắn không đẹp, không có tiền luôn. Rồi ok. Giết nó. Mỗi đứa tặng nó quả lựu đạn. Rồi ok. Đứa chiếm điểm, đứa chung vô. Tiếp tục chặn cái đường này của nó. Hỏa lực thì không đủ nhưng mà tạm ok. Lại nữa. Không sao, lại gọi đội kỹ sư đi lên. Bắt đầu mình xuống đây mình để một khẩu một đội này ở đây. Rồi to
chiếm cái điểm này luôn. Mấy cái điểm này nó sẽ chiếm nhanh hơn mấy cái điểm kia. Chiếm xong lui về vũ lên đánh. Rồi đây. Rồi đây. Giờ thì chúng ta đã có hỏa lực tốt rồi. Bắn. Bắn cái là thấy mấy chuyện trời luôn, mấy cái Blank 88 này. Banh sát luôn. Giết nó. Trời ơi. Quả nào quả nấy thấm luôn á. Rồi đây. Anh niên này đi ra hồi máu. Không sao không sao. Dứt cái con này một cái là được. Bắn dở quá. Nó hết xăng dầu rồi các bạn, nó không gọi xe tăng ra nhiều được đâu. Chủ yếu là nó dùng pháo thôi. Rồi ok. Sửa cái cầu cái để về chúng ta mua nhà xe tăng. Bây giờ chúng ta cũng còn chưa có đủ đồ đâu. Hay. Kiếm chỗ núp đã. Đây mình sẽ gọi đồ súng máy hạng nặng ra luôn. Chứ không thèm dùng mấy cái hạng nhẹ nữa. Dùng hạng nhẹ nó coi thường. Đấy mình dùng đa phần là bộ binh thôi, chưa nãy giờ chưa dùng gì tới thiết giáp nha. Thằng này hơi đuối ra. Lùi lại lùi lại. Đụng cái con chi chống bộ binh này của nó 4 nòng rồi nó bắn hơi đau mà. Đây mình ép được đồng minh vô rồi. Đây dứt nó. Dứt phát thứ hai là nó sợ nó phải lui. Cho thằng này một cái lựu đạn. Này thì lùi lại. Sao tổn thất là chuyện bình thường. Đây, con play này nó quất phát nào thấm phát đó. Đó các bạn nghe cái pháo, cái tiếng pháo của nổ, pháo nó nổ rất lực luôn. Đứng yên đó đừng có đi đâu hết. Mình bắn nhiều đầu luôn mà nó không đỡ được. Rồi giờ được rồi, đi đi thôi. Mình sẽ để đường này cho quân mình tiến. Đây. Mình sẽ kiềm chế lực lượng của nó ở đây. Rồi xong. À có rồi hả, vậy dứt con này. Rồi bây giờ mới mua xe tăng nè. Bây giờ mới tới lúc lực lượng thiết giáp của mình ra trận. Điều của mình mà đánh vô tới căn cứ của đối phương luôn là mình hơi bị liều rồi đấy. Rồi. Ê, coi chừng K-30 nó bắn đau lắm. Đứng xa xa ra. Đây.
cho mấy cái con này 280 này nó quất thì thôi rồi luôn. Bát bắn ghê thiệt chứ, nghe cái tiếng nổ cũng lực lắm á. Lùi lại, lùi lại. Rồi đây, mình chỉ dùng 3 giờ thôi. Tăng chủ lực của quân đội phát xít Đức mà. Rồi đây, mấy ông kỹ sư lên đây. Hình như mình chết mất một ông, một đội rồi. Rồi thôi, cũng sao ta cũng không cần dùng bộ binh nhiều nữa. Rồi xuống đây chiếm cái điểm này. Quốc rớt được máy bay của nó luôn rồi, hay quá. Đúng rồi, áp chế không cho nó xông lên. Nó không dám đừng đứng đó liệu đứng đó với mình đâu. Tốc độ mình lên rồi, hay quá. Rồi để gọi mấy kỹ sư người lên. Xăng dầu mình cũng chả cần nhiều quá đâu. Hay. Rồi ok, lên đây chiếm điểm tiếp. Đẩy được lượng kỹ sư của mình lên nào. Bên này chỉ có một cái ụ súng máy thôi mà nó bắn nãy giờ nó bắn không được. Tiếc là bản này nó chưa có cho hội quân ở trong nhà, muốn hội quân phải ra ngoài đứng. Rồi thôi, mất rồi thôi. Đây xông lên đốt nhà nó. Cái này nó đầy là nó có một đội lính đó nha các bạn, cho nên là mình dứt ngay đây liền. Rồi anh em đốt nhà nó không có nhiều. Đúng theo luật chiến tranh là chúng ta đánh trời tạo tội nghiệp hàng quân y. Nó đang cổng bạn nó về bị mình cho nguyên quả cối vô đầu. Rồi đây. Rồi đây. Lúc này ta mới tung quân đoàn Panzer ra trận. Rồi chiếm lại cái nhà này. Nó đánh xuống đây nó vẫn đụng cái ổ súng máy của mình. Biết tâm ghê ta. Một con Panzer nữa sẽ được lên. Đừng có liều mạng đánh với lính nhảy dù của đối phương. Đây. Đây. Tăng của mình đang sang. Nó cũng lì lắm các bạn, bộ binh của Mỹ nó là chịu trận khá là tốt. Để từ từ đã, nó không đáng để mình phải dùng tới pháo. Rồi đây. Đánh vô căn cứ đối phương là dùng xe tăng là ngon nhất. Đây ba chiếc xe tăng này già hàng ngang. Con này mới lên đúng không? Rồi tiếp ứng luôn. Đây, sức mạnh của lực lượng xe tăng. Cũng là pháo 75 thôi, nhưng mà pháo 75 của Đức nó khác với 75 của Mỹ.
dứt con này của nó, bị dứt rớt cái thằng súng máy của mình rồi. Đây, kỹ sư ở đây là có lý do mà. Đi ra mấy ông. Rồi ra đây chiếm điểm. Mấy ông này lên sửa xe. Khoan đã, bình tĩnh bình tĩnh. Hư xe tăng bây giờ. Đây sửa xe lẹ. Đây dứt lụ vô đây liền. Cho nó ăn thử mấy quả này là biết mặt ngay. Rồi giữ tiếp tục giữ điểm này đi. Đây ông này qua đây sửa chiếc này. Mỗi ông sửa một chiếc. Đó vậy mới ok được. Chiếc thứ tư đang lên. Giờ thì mình đánh thẳng vô đây luôn. Nó cho không quân nó bắn đầu thế. Rồi nếu đã vậy lấn vô tận trong này. Rồi khẩu pháo đúng không? Này thì pháo này. Kỹ sư của bạn mình nó giật mất cái khẩu gì ta. Rồi đây thủ ở nhà hả, dứt vô luôn. Rồi đây bốn chiếc nó gà hàng ngang nó bắn vậy thôi rồi. Pháo hả? Dù xuống cũng lửa đốt luôn. Đây lính, mình phải xử mấy thằng lính nó lẹ các bạn, chứ không thôi là nó cho xe tăng mình đi đấy. Mấy nó ném sticky bomb đau lắm chứ đừng đùa. Đốt chết nó. Đốt đi, hãy đốt đi, đốt đi, đừng ngại ngùng. Rồi xong, hay quá, lui lại. Nó sắp hết cái lực rồi. Nó không chết gì hết nhà, nó cũng phải đầu hàng à. Out control mà gãy mất cái nòng luôn rồi. Đây, tiến lên đây. Nó muốn kiếm lại các điểm không được đâu, mình đặt mình bố trí súng máy đầy ra rồi. Này bài đặt lên lên đấy sẽ tăng này cũng phải rui thôi. Đây. Trước khi nó đầu hàng phải cho nó vài quả này cái đã. Dứt cái con này anh. À, rồi hên nó đầu hàng trước khi à đúng rồi, mình dập cho vài trái lụ nữa nó sợ rồi các bạn. Rồi xong. Mấy thằng này cũng đang rút lui, thằng này chạy nhà nó nhưng mà nhà nó sập rồi. Ông này thật ra quay pháo lại cũng bị xe tăng bắn tôi thôi. Mấy thằng này nó đang hoảng loạn, đúng lúc cối mình dập xuống là nó đầu hàng luôn. Nó không đầu hàng thì họ cái nhà này sập cũng vậy à. Rồi ok, chúng ta đã chiến thắng. Và lần này mình đã vươn lên vị trí dẫn đầu rồi các bạn. Hầu như là mình dẫn đầu tất cả luôn, chỉ có cái nhà là mình không dẫn đầu. Tại vì mình không có xây một cái nhà xe cơ giới thôi. Điểm thì có lẽ là do mình chiếm không bằng được đối phương đồng đội của mình, cho nên đó là mình không được cái gì, không được phần điểm. Còn luyện lính với lại luyện xe là mình là số 1 luôn. Lính mình giết được tới 240, đồng đội mình giết có 200 thôi, mình mất 68, đồng đội mình mất 103. Tức là tỷ lệ ăn của mình đó là 1/4, còn của đồng đội mình đó là 1/2. Còn phía đồng minh thì tội nghiệp, giết có 94 mà tốn mất hết 259 lính, ông kia thì 71 lính trên 219, mất 219 lính, tội nghiệp. Mất tới tổng cộng là 478 lính. Vậy là mình giết được 440 mà nó mất 478, tức là 38 kia là bị bắt làm tù binh hoặc là bị thương. Rồi ok, nó giết được có 165 của mình, đây mình mất 171 lính, tức là có những cái lính của mình là bị thương các bạn. Ok, nói chung là trận này tốn mất 43 phút 32 giây, nói chung là cũng là một thành tích khá là đáng nể. Thì đó các bạn thấy là riêng đây là một trong ít số ít những game mà mình dám chơi ở mức độ khó cao nhất. Cái này một phần nữa là do cái cơ chế game này nó khá là thân thiện và dễ chơi các bạn, với lại như là mình nắm được cái cơ chế của nó, một phần mình thuộc lịch sử. Chứ thật ra nếu không thì mình cũng không dám chơi ở mức này đâu. Như các bạn thấy đó, mình chơi Empire thì mình cũng chỉ chơi được ở mức khó thôi, hay là ví dụ như mình chơi Thuyền World mình cũng chỉ chơi ở mức khó chứ mình không dám chơi ở mức cao nhất giống vậy. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.